Ngay sau đây chúng tôi xin được chuyển sang một câu hỏi khác, câu hỏi đến từ khán giả Quỳnh có số điện thoại 0973 3 số cuối 657. Khán giả có hỏi là lợn 8 ngày tuổi sau khi thiến lợn có biểu hiện đơ toàn thân, hơi run, không đi lại được, bỏ ăn, không sốt, bị 2 trên 14 con và bị 3 đến 4 ngày nay. Xin được hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin mời chuyên gia Lê Văn Năng. Vâng, xin chào anh Quỳnh. Đây là sai sót kỹ thuật thiến do anh. Thứ nhất là khâu sát trùng không tốt. Chúng ta phải biết là thiến là một phát mổ, là một ca mổ. Và đã là ca mổ thì yêu cầu kỹ thuật về vấn đề vô trùng là rất cao. Thì việc đầu tiên là chúng ta thấy rằng là rõ ràng là anh làm không không chuẩn, cho nên dẫn đến hiện tượng bị nhiễm trùng. Và thậm chí là nhiễm trùng huyết. Đấy, và nguy cơ tử vong rất cao. Tốt nhất anh phải khẩn trương tiến hành điều trị bằng cách là buổi sáng thì anh lấy tê amoxigen và để sa thái, mỗi loại một cc pha chung tiêm cho 10 cân heo, 8 8 cân thì tốt hơn. Và buổi chiều thì anh cũng lấy là lingogenella và để sa thái để tiêm hai cái, mỗi loại một cc tiêm cho 8 đến 10 cân heo. Ngoài ra thì anh phải cập nhiệt độ xem hiện nay nó có sốt, nó sốt bao nhiêu độ để anh tiêm thêm cái giảm sốt Anagen C. Thế thì là nếu sốt mà cao ấy, thì anh tiêm 2 lần Anagen C một ngày, mà nếu mà không không cao lắm khoảng độ 41,5 41 độ thì anh chỉ tiêm 1 lần một ngày thôi. Thế đây là Anagen C, tức là giảm sốt. Cái Anagen C thì có thể sử dụng là riêng và có thể là chung với những cái loại kháng sinh kháng viêm kia cũng được. Thế là tiêm liên tục ít nhất là 3 đến 4 ngày. Tôi nghĩ là anh phải khẩn trương điều trị thì may cho cứu sống được những cái con đã bị như vậy. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Năm với những tư vấn hữu ích vừa rồi và xin được cảm ơn câu hỏi của khán giả. Hy vọng là qua những tư vấn vừa rồi của chuyên gia thì khán giả sẽ khắc phục thành công cho đàn vật nuôi của gia đình mình.